Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là bánh chuối khoai lang nướng ha. Thì nguyên liệu mình gồm có, mình có một nải chuối nè, nhưng mà mình không có sử dụng hết một nải nha, mình chỉ sử dụng nửa nải thôi. Với mình cũng có hai củ khoai lang. Khoai lang này là khoai lang tím các bạn. Muối thì mình sử dụng là một muỗng cà phê muối. Đường thì mình sử dụng là 5 muỗng canh đường. Bột năng thì mình sử dụng là một muỗng rưỡi ăn cơm á các bạn, muỗng rưỡi này ha. Còn bột gạo thì mình sử dụng là 200g. Nước cốt dừa mình sử dụng 300g nước cốt dừa. Thì trước tiên là mình sẽ gọt cái phần khoai lang này ra trước nha. Mình cũng có chuẩn bị một cái thao nước nè, thì mình sẽ cho một ít muối nè vào trong một cái thao nước nha. Còn một ít này một hồi là mình sẽ làm trong cái phần chuối nha. Thì mình sẽ gọt vỏ ra, và sau đó mình sẽ cho vào trong một cái thao nước. Khoai lang tím này nè các bạn, mình làm khi mà mình nướng cái phần bánh lên á, nó có một cái màu tím vàng vàng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi mình sẽ cho vào trong một cái thao nước muối nha. Rồi khoai lang á là mình cũng đã gọt xong nè. Thì bây giờ là mình sẽ bào cái phần khoai lang nè. Bào khoai lang cho nó mỏng ra. Mình bào á mình cũng để vô trong cái thao nước muối này luôn nha các bạn. Khoai lang là mình cũng đã bào xong hết rồi các bạn. Thì mình sẽ đem xuống nhà sau mình rửa ha. Rồi sau đó mình sẽ để vô một cái rổ để cho nó ráo. Thì mình sẽ làm tiếp cái phần chuối nha. Chuối này thì mình lột ra, sau đó mình cũng sắc, sắc nhỏ nhỏ là như vậy nè. Đặng một hồi mình nhồi cho nó dễ. Chuối khi mà mình mua, mình làm cái chuối nhìn cho nó mềm, nó giống như là nó mùi á các bạn. Thì mình làm chuối nó sẽ ngọt, nó sẽ ngon hơn. Đó, bây giờ là mình sẽ bóp ra các bạn. Mình bóp cho chuối nó sẽ nhuyễn ra. Tay mình cũng vệ sinh sạch sẽ rồi, cho nên đó là mình sẽ làm bằng tay, mình nhào chuối như vậy thì nó sẽ lẹ hơn các bạn. Và mình sẽ cho cái phần đường nè, mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ bóp luôn, tặng cho cái phần đường nó sẽ tan ra luôn nha các bạn. Với lại muối nè. Mình nhào để mình bóp á, mình thấy mà nó còn lợn cợn như vậy nè, cũng vẫn được nha. Chứ mình không phải là làm nhất thiết mà phải cho cái phần chuối nó nhuyễn quá đâu các bạn. Khi mà mình ăn thì mình cũng phải còn có cái vị chuối á, thì nó sẽ ngon hơn. Chứ làm nhuyễn quá thì cũng không ngon lắm đâu. Và bây giờ là mình sẽ cho cái phần bột nè. Mình sẽ cho vào đây hết cái phần bột gạo, bột năng, rồi mình sẽ nhồi cái phần chuối với bột nè. Rồi sau đó mình sẽ cho nước cốt vào. Nếu mà một hồi mình thấy mà cái phần chuối mà nó còn với bột mà nó còn hơi đặc á, thì mình sẽ cho thêm nước nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng tay mình sẽ nhồi luôn, nhồi đặng cho cái phần bột nó sẽ đều ha. Nếu mình thấy cái phần chuối với bột á, nó vừa tầm rồi thôi, mình không có cần mà cho thêm nước. Mình thấy cái phần bột rồi nè, mình thấy là nó chưa đạt nha các bạn. Rồi mình sẽ cho thêm một ít nước lọc, là một chén ăn cơm á.
mình sẽ cho vô trong cái tô nước cốt dừa nè, và mình sẽ cho vào trong đây giống như là mình tráng cho cái phần nước cốt dừa cho nó hết luôn á các bạn. Rồi bây giờ là mình cứ việc mình cứ nhào mình bóp như vậy để cho cái phần bột nó sẽ đều, nó sẽ không còn bị dính cục nha. Rồi cái phần bột á mà mình thấy như vậy là đã được rồi nè các bạn. Rồi cái chuối ha, thì bây giờ cái gỗ khoai lang nè mình cũng đã để cho ráo rồi đó, thì mình sẽ cho vào trong cái thau bột này. Bạn thấy là vô cái màu sắc nè, khoai lang tím nè, vô cộng với chuối nó vàng vàng ha, nên nhìn nó rất là đẹp. Thì giờ mình sẽ trộn đều cái phần khoai lang lên. Các bạn thấy nè, phần chuối thì mình bóp nó không có nhuyễn nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều, và sau đó là mình sẽ cho vào một trong cái chảo mình sẽ nướng thôi các bạn. Rồi mình cũng chuẩn bị một cái chảo nè, thì mình sẽ cho phần dầu ăn vào. Mình cho lại, mình chán vừa đủ cái chảo thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nghiêng cái phần chảo nè, nghiêng cho nó đều, nó đều với cái phần thanh chảo nha. Rồi sau đó mình cũng có chuẩn bị một cái lá chuối nè. Rồi bây giờ là mình sẽ lót cái chuối vào, mình sẽ lót cho nó có cái thanh. À, khi mà mình lấy cái phần bánh chuối á, cho nó dễ nha. Rồi mình sẽ để thêm một cái lá như vậy. Rồi thì mình sẽ cho cái phần khoai lang với bột vào đây. Nếu mà các bạn muốn mà sắp á thì mình có thể là mình sắp khoai lang trước cũng được nè. Mình sắp lên như vậy. Còn cái vụ chuối cũng vậy các bạn, nếu mà thích mà sắp chuối lên trên mặt như vậy á cũng vẫn được nha. Thì mình sẽ cắt cái phần chuối cho nó khoanh khoanh cũng vẫn được, nhưng mà chuối mình nghiền ra như vậy nè thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ xách cái phần khoai lang như vậy là đã được rồi nè. Thì tiếp theo là mình sẽ cho cái phần bột vào. Mình nhớ là mình cho cái phần bột á, mình cũng cho từ từ thôi các bạn. Nếu mình cho một cái ào á, thì khoai lang mình nó sẽ chạy ha, nó chạy lộn xộn á, cho nên nhìn nó cũng không có được đẹp mắt á. Thì mình sẽ múc nè, múc cái phần chuối với khoai lang nè. Mình chuối mình cho vào từ từ thôi. Mình cứ việc mình sắc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột nè, mình sẽ gãi bột đều ra. Sau đó mình sẽ lấy cái giá nè, cái mình chải. Sau đó mình sẽ đem xuống dưới nhà sau mình sẽ nướng lên nha. Giờ mình cũng đã bắt cái chảo lên bếp rồi ha. Thì giờ mình sẽ bật bếp lên, rồi mình sẽ đẩy nắp lại. Khi mà cái phần bánh mà ở dưới đáy nó vàng rồi á thì mình sẽ trở nha các bạn. Lúc mới ban đầu á thì mình sẽ để cái mật lửa cho nó hơi cao ha. Khi mà mình thấy cái phần cái chảo mà nó nóng rồi á thì mình sẽ giảm cái phần lửa nhỏ lại. Mình để lửa liu riu thôi các bạn. Nhưng mà mình cũng nhớ là mình cũng di chuyển cái chảo nha, chứ mình đừng có để mà một cái chảo nó nằm im một chỗ, thì sợ nhiều khi một chỗ ấy hoài ấy, thì nó sẽ bị khét cái phần bánh. Bánh á hồi nãy giờ mình nướng á các bạn cũng khoảng 20 phút rồi nè, là mới có mặt ở bên dưới thôi. Mình thấy là bánh nó đã vàng, nó thơm rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ trở nha. Rồi bây giờ là mình sẽ ập qua như vậy. Đây. Và bây giờ mình sẽ lấy cái lá chuối nè. Nè các bạn, đó thấy cái mặt bánh nè, bây giờ đã vàng rồi ha. Bây giờ là mình sẽ lấy ra lá chuối ra, rồi mình sẽ làm tiếp một mặt bên nữa.
giờ mình sẽ để xuống. Bây giờ mình sẽ ập lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nướng cái phần bánh, cái mặt bên kia nó vàng rồi á, thì mình sẽ lấy ra cho các bạn cùng xem nha. Cái mặt sau á là mình chỉ nướng chỉ có 15 phút thôi các bạn. Bây giờ bánh nó đã chín rồi ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn và mình sẽ chờ cái phần bánh nguội thì mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Bánh á thì bây giờ là mình thấy nó cũng hơi nguội rồi các bạn, thì bây giờ là mình sẽ cắt ra ha. Hồi nãy á, là mình chượt cái tay á cho nên nó cái bánh mình nó cũng hơi bị bể tí xíu, nhưng mà cũng không sao nha. Cái này là gì vậy nè? Bánh chuối khoai lang nướng. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt tiếp ra giống như là cắt ra làm bốn vậy nè các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt cái miếng này ra thành làm ba ha. Các bạn thấy là bánh mà chuối khoai lang nướng của mình nó nhìn nó có đẹp mắt hay không ha. Nè. Rồi bánh á là mình cũng đã cắt ra xong hết ha, thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình ha. Nè các bạn thấy nè, cái phần bánh á đó, nó văng văng lên cái màu khoai tím tím nè, nhìn nó rất là đẹp ha. Nó vàng cũng hai mặt luôn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ dùng thử xem nó như thế nào nha các bạn. Mình ăn á là thứ nhất là thơm mùi chuối nè. Thứ hai là nó cốt dừa. Và gặp thêm mà có khoai lang nữa, mình ăn á thì mình có cảm giác mà nó béo béo, nó bột bột các bạn. Ăn nó rất là ngon. Làm ăn ngon lắm. Ăn cái phần khoai lang nó có lạ không? Như mình thấy kết hợp như vậy nè các bạn, giữa khoai với chuối mà mình nướng chung như vậy á, ăn nó rất là ngon nha. Nè các bạn thấy cái phần chuối nè, nó cũng còn văng văng lên nè ha. Còn khoai lang tại vì hồi nãy mình làm á là hai củ cho nên nó là nó nhiều, nhưng mà nó sẽ sắp lên như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn ha. Đây là hổng gà, là chị Sushi này rất là vắng mặt tại vì á là hổng gà á là bé Lâm nó bệnh rồi, gặp mà học sinh được nghỉ một tuần lễ đó, cho nên là Sushi nó về nội, cho nên là hôm nay là bắt đầu nó chuẩn bị đi học lại rồi, cho nên là sẽ có mặt Sushi nha. Đây là fan đồ béo các bạn. Đây là hai fan đồ béo luôn, ăn đồ béo rất là mê, đúng không Sê? Dạ. Làm ăn thấy sao? Ngon. Ăn ngon. Đừng có lấy khoai lang ra ăn không. Thì video của mình đó là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó, thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.